ông bà đi. Bà bà ơi. Ông bà, con nói đợi chút. Đợi chị. Con nói máy bay. Bay bay. Con nói con chim. 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 Đi. Nói chim. Chim. Nè, hồi nãy ai tè ướt như vậy? Chay. Chay hả? Rồi ai ói? Chi. Phải dôi không? Dôi ói phải không? Nhanh nhờ. Nói nào à? Nó dôi ói mà. Nè, nói nè. Ai tè ướt ra nhà? Chơi. Hả? Chơi. Dôi tè ướt phải không? Nhanh nè. Phải không? Nhanh. Nó gì? Dôi tè ướt. Ai vẽ lên ghế? Chơi. Ai vẽ ra ghế? Chơi. Chơi vẽ hả? Dôi vẽ phải không? Nhanh nè. Nè, nói nè. Hôm nay nói nè. Dôi vẽ ra ghế phải không? Vậy baby vẽ không? No. No cái gì? Ai vẽ lên mặt? Ai vẽ lên mặt tôi? Ai vẽ lên mặt vậy? Xấu. Lát nữa bác sĩ vô chích thuốc nha. Chích vô chân nha. Cột tóc nha. Cái đầu gớm quá. Cột tóc lên nha. Không cho chạy đầu luôn. Mickey đâu? Mini. Mini hả? Mini đâu? À, Mini đâu? Chó. Chó đâu? Ô, chó. Chó đâu? Chó. Chó. Ừ, chó. Ô, chó. Chó. Mở gì cái sách người ta vậy mà sao mở được? Nó dính vậy mà. Mở bên này nè. Đó, coi chó làm gì đó. Chó chơi gì đó. Mini chơi ngựa đâu? Chị coi Mini chơi ngựa đâu? Đâu, Mini chơi ngựa đó. Không, nói vậy mà. Nè, chơi kia đi, coi tính tiền đi. Nè, tính tiền không? Tính tiền đi. Con gì đó? Con cừu đó. Con cừu. Làm gì đó Duy, làm gì? Vẽ. Vẽ hả? Duy, ai vẽ? Hai. Đó, đây chờ, vẽ ra chân. Vẽ ra giấy nè. Vẽ ra giấy. Giấy. Nói giấy đi. Giấy. Hai. Vẽ ra, vẽ ra ghế người ta. Ai ói? Chị. Hả? Ai ói? Chay. Chay ói hả? Dôi ói phải không? Chào. Dôi. Chay. Không, dôi ói. Chay. Chay, mà chay.